Thưa quý vị, theo quy định, từ ngày 1 tháng 12 tới đây, 7 địa phương trên cả nước sẽ được sản xuất, phối chế và kinh doanh xăng sinh học E5 để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ. Với ưu điểm vượt trội giúp cải thiện môi trường, hiện nay nhiều địa phương trên cả nước đã và đang tiếp tục triển khai phân phối loại xăng này ra thị trường và được mọi người đón nhận. Đây là cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc hệ thống cửa hàng của công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu. Cửa hàng này đã là một trong 4 đơn vị đi tiên phong trong việc bán xăng E5 từ tháng 8 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau khi mà thực hiện thì bản thân chúng tôi cũng là cái người mà mua xăng đổ chạy xe thử nghiệm đầu tiên. Và cũng như là đơn vị chúng tôi cũng là những cái đơn vị là đầu tiên, sau đó là bán ra ngoài thị trường. Thì từ năm 2010 đến nay thì là chưa có một cái khách hàng nào phản ánh kêu là xăng khó chạy hay là yếu máy. Thực ra thì theo như chúng tôi được biết là xăng sinh học E5 là khi mà đưa vào sử dụng còn tăng rôn và máy còn êm hơn. Hiện nay, công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu đã có hệ thống 18 cửa hàng bán lẻ xăng dầu triển khai bán xăng E5. Các cửa hàng của PV Oil đều triển khai bán 100% xăng E5 thay cho xăng RON A92 từ tháng 9 năm 2013. Theo đánh giá cho thấy, sản lượng của các cửa hàng xăng dầu khi chuyển qua bán 100% xăng E5 đã không bị sụt giảm so với trước. Người tiêu dùng cũng rất hài lòng về chất lượng của loại xăng sinh học này. Trong cái thời gian tới đó thì là với cái chủ trương của chính phủ là bắt đầu áp dụng từ mùng 1 tháng 12 năm 2014 thì tất cả các cái cửa hàng xăng dầu của các cái cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà phải chuyển đổi sang bán nhiên liệu sinh học E5 thì chúng tôi về cho rằng là việc với những cái kinh nghiệm và những cái trong thời gian qua đấy mà PV Vũng Tàu đã triển khai thì chúng tôi cho rằng là cái việc mà triển khai cái bán xăng E5 trên toàn hệ thống theo cái lộ trình của chính phủ là sẽ hoàn toàn thuận lợi chứ không có gặp một cái khó khăn. Tại Quảng Ngãi, sau hơn 3 tháng triển khai phân phối xăng E5 RON 92, toàn tỉnh đã có 97,3% cửa hàng tham gia phân phối. Hiện nay, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng xăng E5 thường xuyên, thay thế cho các loại xăng truyền thống với tỷ lệ trên 70% tổng sản lượng xăng bán ra. Theo lộ trình, chính phủ sẽ chọn 7 tỉnh thành trong cả nước được làm điểm triển khai sản xuất, phối trộn, kinh doanh xăng E5 để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ. Xăng E5 đã được chứng minh là an toàn cho hoạt động của phương tiện. Do đó, phát triển xăng sinh học E5 sẽ là một giải pháp hiệu quả để bảo vệ môi trường, giảm thiểu chất thải độc hại từ các phương tiện giao thông.